Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với những tin tức trên kênh youtube chính thức của Báo Nông nghiệp Việt Nam. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, mạng xã hội Facebook lan truyền một tấm thiệp mời với nội dung Làm đám rỗ và ra mắt vợ của một cụ ông 81 tuổi ở huyện Ea Súp, Đắk Lắk. Chiều tối 4 tháng 12, ông Nguyễn Văn Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Rốp, xác nhận sự việc diễn ra tại địa phương. Chủ nhân của tấm thiệp là ông TVV, 81 tuổi, ngụ thôn 7. Hôm nay, ông V lên xã mời mọi người đến dự đám rỗ của vợ cũ, đồng thời ra mắt vợ mới. Theo ông Nguyên, ông V còn khỏe mạnh và minh mẫn. Vợ mới của ông khoảng 60 tuổi, trú ở địa phương. Vợ cũ của ông V mất cách đây 3 năm ông nguyên cho hay sáng nay tôi đi họp ở huyện và nghe anh em báo là cụ v có lên ủy ban nhân dân xã mời đám rỗ và ra mắt vợ mới câu chuyện vẫn đang gây xôn xao dư luận và được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội nhiều người tỏ ý mừng cho cụ ông vì còn sức khỏe và minh mẫn